Có thể bạn đã nghe đến những cái tên như Hygge, phong cách sống tìm đến hạnh phúc từ những điều bình dị của người Đan Mạch, hay quan niệm sống Lagom, biết đủ là hạnh phúc của người Thụy Điển. Vùng đất hạnh phúc nhất thế giới Bắc Âu với lối sống văn minh, lành mạnh luôn được sự ngưỡng mộ của thế giới. Và rồi mình tự hỏi, trên thế giới còn những phong cách sống nổi tiếng nào khác không? Và sau khi tìm hiểu, đây là bài tổng hợp nhỏ của mình với 10 phong cách sống khác nhau trên toàn thế giới. 1. Lagom, biết đủ là hạnh phúc. Đây là một niềm tự hào của người Thụy Điển, mặc dù chúng ta và truyền thông cả thế giới mới bắt đầu chú ý đến nó trong những năm gần đây, thì lối sống ấy đã hình thành và len lỏi vào đời sống hàng ngày của người Thụy Điển hàng ngàn năm nay. Lagom là vừa đủ, cân bằng, là không quá nhiều, không quá ít. Thật khó có thể dùng từ nào khác để truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của Lagom. Lagom cũng chính là người Thụy Điển, phong cách sống ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động, suy nghĩ, từ cách tư duy đến lối hành xử đều thể hiện tinh thần Lagom. Bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua cách nói chuyện từ tốn, không quá nồng nhiệt nhưng cũng chẳng thiếu sự chân thành của người dân đất nước Bắc Âu này. Họ bảo vệ chính kiến của mình nhưng cũng không phô bày cái tôi để bảo vệ quan điểm cá nhân ở mức quá căng thẳng, bởi vì họ tin rằng vừa đủ trong lời nói sẽ giúp họ tránh tạo ra những rối ren không cần thiết. Bạn sẽ thấy điều đó qua không gian sống ấm cúng, tiện nghi nhưng không quá hiện đại hay hào nhoáng. Đơn giản, tinh tế và thoáng đãng là những gì mà bạn có thể cảm nhận được qua ngôi nhà của người dân nơi đây. Hay như trong thiết kế, sự thanh lịch được đẩy lên hàng đầu với những thiết kế gọn gàng, đơn giản cùng gam màu trầm tinh tế. Hai thương hiệu giúp đưa tinh thần ấy lan tỏa ra toàn thế giới là hãng thời trang H&M và nội thất IKEA. Lagom như một khả năng mà ta biết chính xác đâu là giới hạn và điểm dừng đúng lúc. Thêm chút cũng không được, mà ít hơn một chút cũng hỏng. Vừa đủ có phải là hoàn hảo? Mình nghĩ nó là hoàn hảo bởi vì nó không vượt qua giới hạn của sự nhàm chán vì đơn điệu hay lố lăng vì tham lam quá. Nó lại gợi chút gì đó an toàn và không quá bứt phá. Nhưng Lagom lại đẹp theo một cách rất vừa vặn nào đó. Mình nghĩ rằng Lagom được ưa chuộng nhiều như vậy bởi vì nó là một sự cứu rỗi cho những tâm hồn đang dần trở nên quá mệt mỏi với thời đại tiêu dùng như hiện nay. Khi xã hội bắt bạn phải chạy đua để có được những điều bạn không chắc là mình có cần hay không, thì Lagom xuất hiện, vẽ ra một con đường đi đến hạnh phúc, biết đủ là hạnh phúc, vừa đủ là tự do. Mình chợt nghĩ rằng Lagom được cả thế giới ngưỡng mộ bởi vì nó xuất phát từ quốc gia Thụy Điển, một quốc gia đại diện cho sự thịnh vượng và văn minh. Nếu bạn tuyên bố theo đuổi lối sống này ở Việt Nam, có thể bạn sẽ bị quy chụp là sống không có chí cầu tiến. Nhưng mình cũng nhận ra rằng Lagom không nằm ở biểu hiện bên ngoài, nó cũng không xuất phát từ Thụy Điển, nó ở trong tâm khảm của người dân nơi đây. Và để được như thế, bạn phải hiểu chính mình, biết mình đang làm gì và đang theo đuổi điều gì. Vì đơn giản, vừa đủ hay không, chỉ có bạn mới có thể đong đếm và cảm nhận. 2. Hygge, hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Mỗi quốc gia có những giá trị cốt lõi khác nhau để làm nền tảng cho việc hiểu và định hình đặc điểm của dân tộc mình. Người Mỹ yêu thích sự tự do cá nhân, người Pháp có danh vọng, còn người Đức thì đề cao tính kỷ luật và sự chính xác. Đối với người Đan Mạch, Hygge chắc chắn là một trong những giá trị cốt lõi. Trích sách Hygge, hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Hygge khuyên chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc từ những điều có sẵn xung quanh. Ví dụ như khi gõ những dòng này đây, mình đang ngồi trong phòng, trước mặt là cửa sổ, nhìn ra dàn hoa hồng đang nở rộ, bên ngoài trời mưa lất phất và mình để mặc cho gió hòa cùng với vài giọt nước mưa phả vào mặt mát lạnh. Mình thấy hạnh phúc và trọn vẹn ngay khoảnh khắc này, đó chính là Hygge. Hay như trước đây, khi mình viết review về cuốn sách nói về Hygge, một bạn đã bình luận như thế này: Hygge của mình là ngồi ở quán quen, nghe nhạc jazz và xem một bộ phim cũ, là đi siêu thị, đọc nhãn mác thành phần của sản phẩm, xem cái nào lợi, hại ra sao, đắt hay rẻ, sở thích hơi bị nội trợ luôn đấy. Sau đó, mình sẽ chui tọt vào nhà sách, lượn lờ ở đó khoảng 3-4 tiếng chỉ để đọc chui. Hoặc là khi đi xe đạp một mình khắp thành phố, rẽ vào những con đường lạ, tìm những góc nhỏ nhỏ, xinh xinh để thấy cuộc sống này đáng yêu đến nhường nào. Ôi, Hygge kinh khủng. Bạn có thể đọc được những dòng Hygge này và cảm thấy hạnh phúc lây, thì mình cũng đảm bảo rằng bạn cũng sẽ hạnh phúc được như vậy. Hãy nhìn xung quanh và tìm cho mình một dấu hiệu Hygge. Mình chắc chắn bạn sẽ tìm được rất nhiều. Và để kết, mình xin lại trích dẫn một đoạn trong cuốn sách nhỏ của First New. Có thể Hygge không phải là một đáp án cho mọi câu hỏi lớn, nhưng chắc chắn Hygge là một lời mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc sống và hạnh phúc dưới một góc nhìn rộng hơn.
Hygge là một lời mời gọi tận hưởng những thứ nhỏ bé trong cuộc sống, bởi vì thật ra đó chính là những điều to lớn. 3. Sisu vượt qua tất cả. Thế giới phá vỡ mọi người và sau đó rất nhiều người đã trở nên mạnh mẽ hơn từ những nơi đổ nát. Ernest Hemingway. Nếu hai phong cách sống ở trên có thể khiến bạn tự hỏi cuộc sống đâu có để yên để cho ta hạnh phúc, thì Sisu là tinh thần mình nghĩ rất hợp để trả lời câu hỏi đó. Sisu là niềm tự hào của người Phần Lan, một quốc gia Bắc Âu khác. Sisu không có từ tương đương trong tiếng Anh và ở Phần Lan cũng không ai biết được định nghĩa chính xác của Sisu. Đó là tổ hợp của nhiều đặc điểm khác nhau, bao gồm quyết tâm sắt đá, nghị lực, lòng can đảm, sự dũng cảm, ý chí bền bỉ, sự ngoan cường và kiên trì. Cũng giống như hạnh phúc, nghịch cảnh là một phần của cuộc sống và những lúc cuộc đời thử thách ta thì Sisu sẽ xuất hiện. Như tác giả Joanna Leland đã viết trong cuốn sách Sisu của mình, có những thời điểm mà tất cả chúng ta đều sẽ trải qua nó. Nó có thể đến sớm hoặc muộn với những hình thái khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều phải đối mặt với nó. Khoảnh khắc mà ta chỉ có thể lựa chọn một trong hai phương án, buông tay để từ bỏ hoặc thắt chặt dây an toàn để tiến về phía trước. Với tinh thần Sisu, chúng ta sẽ sẵn sàng cho mọi phương án phù hợp nhất với mình, bởi vì mình nghĩ từ bỏ trong một vài tình huống cần thiết và cũng cần rất nhiều sự can đảm. Sisu không cổ vũ hay tạo ra những con người thiện chiến, những cỗ máy chiến đấu không ngừng nghỉ. Sisu là tinh thần để bạn có thể đối mặt và vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Và theo người Phần Lan, có tới 5 yếu tố làm nên tinh thần Sisu: kiểm soát stress, kiên trì, trung thực, bản lĩnh đứng dậy sau vấp ngã, sẵn sàng điều chỉnh lý tưởng và mục tiêu. Mình nghĩ chúng ta đều luôn mang tinh thần Sisu trong người, dù mình không đặt cho nó một cái tên. Nên hãy tự hào và thấy vui vẻ vì từ đây, mỗi khi chúng ta phải đối mặt với khó khăn và vượt qua được giai đoạn ấy, chúng ta đều biết rằng chúng ta đã có tinh thần Sisu. 4. Jagat, cái khó ló cái khôn. Jagat là một thuật ngữ chỉ tinh thần của người Ấn Độ, cái khó ló cái khôn. Jagat nói về tinh thần tìm kiếm các giải pháp khéo léo cho các vấn đề khó khăn. Bạn có thể hình dung giống như những thủ thuật giúp bạn sinh tồn khi lỡ đi lạc trong rừng hay trên đảo hoang. Điều mà mình thích nhất ở tinh thần này là nó truyền tải một thông điệp rất ý nghĩa. Mọi thứ đều có cách giải quyết. Mọi điều khó khăn xảy ra không nhằm để kéo chúng ta xuống hay khiến chúng ta căng thẳng, tuyệt vọng, bởi sẽ luôn có ít nhất một cách giải quyết cho những vấn đề mà cuộc sống này đưa cho ta. Đi khắp các vùng nông thôn Ấn Độ, bạn sẽ chứng kiến được tinh thần Jagat ở khắp mọi nơi. Đó là chiếc xe tải cung cấp điện năng cho cả một ngôi làng, hoặc những chiếc anten truyền hình tạm bợ được làm từ móc áo. Ấn Độ có truyền thống ứng biến để tìm giải pháp ngay lập tức cho các vấn đề. Một doanh nhân nước ngoài đã làm việc lâu năm ở Ấn Độ đã nói như thế khi miêu tả về đất nước châu Á này. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến tiêu cực khác về tinh thần Jagat của người Ấn Độ. Họ cho rằng việc tự hào về khả năng sống sót với bất kỳ điều kiện nào có thể khiến người Ấn Độ không thể phát triển, bởi một bộ phận người dân đã phát triển khả năng ấy thành lối khôn vặt. Ví dụ như một số người Ấn Độ quay số và ngắt kết nối trước khi đầu bên kia tắt máy, do đó họ sẽ tiết kiệm được tiền bằng cách khiến người ta gọi lại cho họ. Mặc dù có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tinh thần Jagat là trung lập, chỉ có những con người sử dụng sai cách mà thôi. Vì thế, bạn hãy luôn nhớ thông điệp mà Jagat truyền tải, mọi thứ đều có cách giải quyết của nó. 5. Trömmeligkeit, tinh thần Hygge của người Đức. Trömmeligkeit được dùng để miêu tả trạng thái ấm áp, thân thiện và mãn nguyện. Đây là một khái niệm rất nổi tiếng ở Đức. Một vài người cho rằng Trömmeligkeit chính là tinh thần Hygge của người Đức. Cả hai đều tìm kiếm sự hạnh phúc trong những khoảnh khắc quen thuộc hàng ngày và từ những điều nhỏ bé bình dị. Tuy nhiên, Đại học Oxford đã có một số so sánh sâu sắc về hai triết lý này trong khi nghiên cứu chỉ số hạnh phúc của mỗi quốc gia. Và ở đây, chúng ta sẽ có hai ví dụ về sự khác nhau của Hygge và Trömmeligkeit. Một chiếc sofa êm ái trong quán cà phê có thể được coi là một điều kiện của Hygge. Nhưng nếu bạn ngồi trên chiếc ghế đó, bao quanh bởi những người bạn thân, nhấm nháp một tách trà nóng trong khi âm nhạc nhẹ nhàng vỗ về từng tế bào, thì đó là một thứ mà bạn gọi là Trömmeligkeit. Hay nếu như bạn cùng bạn bè ngồi xem đám cưới hoàng gia với trà và bánh nướng hoặc cà phê và bánh sừng bò vào cuối tuần, đó sẽ là một ví dụ tuyệt vời khác của Trömmeligkeit. Vậy Trömmeligkeit chính là cảm giác trọn vẹn khi được chia sẻ hạnh phúc cùng với mọi người, trong khi bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc với tinh thần Hygge dù chỉ có một mình. Qua đây, mình cũng nhận ra rằng định nghĩa của hạnh phúc có thể thay đổi và rất khác nhau ở mỗi quốc gia hay thậm chí là với mỗi người, vì mọi người đều có thể đạt được sự hài lòng trong cuộc sống. Nhưng tựu chung lại thì mỗi người đều đang cố gắng để có được hạnh phúc. Và đó là phần đầu của bài viết. Các bạn thấy phong cách sống nào hợp với mình? Hãy comment ở phía bên dưới để cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bài viết như này, hãy đăng nhập thẳng vào website spyroom.com để tìm đọc thêm. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!